là kỳ cô dâu tổ chức đám cưới ngay trong đám tang chú rể không đành lòng trước cái chết của vị hôn phu cô gái trẻ người thái lan đã tổ chức đám cưới ngay trong đám ma của người mình yêu để tỏ lòng thủy chung theo Daily Mail ngày 12 tháng 9 vừa qua, hình ảnh cô dâu mặc váy cưới đến tổ chức lễ thành hôn ngay trong đám tang người yêu đã lay động cảm xúc của rất nhiều người dân Thái Lan. Cô dâu trong đám cưới khác thường này là Thiếp Farad ở tỉnh Cha trong sau. Được biết, cô dâu Thiếp Farad và chú rể Phiát đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi công việc cho đám cưới của mình, thì bất chợt chú rể Phiát đã qua đời đột ngột. Mặc dù vậy, cô dâu vẫn quyết tâm trọn vẹn một lòng bên người mình yêu, mặc dù người đó chỉ còn là cái xác không hồn. Sau lễ cưới, cô dâu còn đăng tải nhiều hình ảnh lên trang mạng xã hội của mình với dòng chia sẻ Em đã mơ về đám cưới của anh và em, chúng ta đã tay trong tay, hãy yên nghỉ anh nhé, em yêu anh, Fiat. Anh biết không, giấc mơ của chúng ta đã thành hiện thực. Đám cưới được tổ chức ngay trong đám tang của chú rể Fiat tại quận Phanom, Sarakham thuộc tỉnh Chai Chang Frau, mặc dù vậy nó đã không được pháp luật công nhận.